xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn và trong video ngày hôm nay Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nước hồng sâm Baby San Gan một trong những dòng sản phẩm dành cho trẻ nhỏ và đang được rất nhiều phụ huynh tại Việt Nam sử dụng cho các em của mình. À rồi các bạn nếu như chúng ta có con nhỏ thì chắc hẳn chúng ta vô cùng quen thuộc với tình trạng là con em mình lười ăn miếng ăn rồi thể trạng sức khỏe không được tốt cũng như là đối với một số trẻ nhỏ thì khá lại ốm yếu thường xuyên mắc phải một số căn bệnh vặt như ốm sốt hay là ho đúng không ạ chính vì những vấn đề này mà các phụ huynh khá là đau đầu và luôn tìm kiếm một sản phẩm để tăng cường sức khỏe cũng như là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho con em của mình và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm nước hồng sâm Baby Sangan với các dưỡng chất vô cùng tốt trong sản phẩm này và nó mang lại tác dụng vô cùng tuyệt vời đối với trẻ nhỏ trong quá trình sử dụng. Và với thành phần được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi cũng như là nhung hiêu, mật ong thì sản phẩm này mang đến những công dụng vô cùng tuyệt vời. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đi nói qua về thành phần hồng sâm có trong dòng sản phẩm nước hồng sâm Baby Sangan này và trong hồng sâm thì có chứa nhiều saponin hay là ginsenosides và các hợp chất này thì được biết đến là có lợi với sức khỏe và đặc biệt đó chính là nó còn có tác dụng là giúp tinh thần trở nên tỉnh táo cũng như là sàng khoái và hỗ trợ tốt trong việc là giúp tăng cường sức khỏe hoạt động trí não và quan trọng hơn là đối với sự phát triển thể lực ở trẻ nhỏ thứ hai đó chính là thành phần nhung hươu có trong dòng sản phẩm nước hồng sâm baby sanga này ở nhung hiêu thì vốn đã được biết đến là một trong tứ đại thực dược gồm có sâm nhung quế phụ rồi đúng không ạ? Trong nhung hiêu thì có chứa 25 loại axit amin và với công dụng này thì nhung hiêu đã được áp dụng trong dòng sản phẩm nước hồng sâm baby san gan. Và khi mà trẻ nhỏ sử dụng thì nhung hiêu sẽ có tác dụng là kích thích hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ cũng như là bồi bổ các dưỡng chất cần thiết, tăng cường thể lực, tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ. Đặc biệt là đối với những trẻ mặc coi sơ suy dinh dưỡng thì khi sử dụng dòng sản phẩm này có tác dụng vô cùng tuyệt vời. Thứ ba, đó chính là mật ong. Mật ong thì vốn đã được biết đến là một trong những loại nguyên liệu vô cùng tốt mà được rất nhiều người sử dụng. Và thành phần mật ong có trong dòng sản phẩm nước hồng sâm baby sanga này thì có khả năng là tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ cũng như là tăng giúp cho hệ tiêu hóa của trẻ được phát triển tốt hơn. Thứ tư, đó chính là canxi Canxi thì vốn đã được biết đến là một trong những chất giúp trẻ phát triển về hệ xương khớp. Và với canxi có trong dòng sản phẩm nước hồng sâm Baby Sanga này thì khi mà chúng ta sử dụng sẽ giúp cho hệ xương khớp của trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời là bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp cho hệ xương khớp của trẻ được khỏe mạnh hơn. Và cuối cùng, đó chính là vitamin D2, D3. Vitamin này thì cung cấp các hợp chất cần thiết cho cơ thể của trẻ và giúp cho trẻ được phát triển toàn diện hơn. Về tác dụng của dòng sản phẩm này có thể kể đến như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho trẻ. Các hợp chất có trong dòng sản phẩm này thì sẽ giúp cho sức khỏe của trẻ phát triển toàn diện hơn, đồng thời là tăng cường sức đề kháng chống lại một số căn bệnh vặt ở trẻ. Và thứ hai, đó chính là dòng sản phẩm nước hồng sâm Baby Sangan này thì hỗ trợ phát triển toàn diện trí não. Uh, như kiểu anh vừa chia sẻ hợp chất hồng sâm có trong dòng sản phẩm nước hồng sâm bấy mì này thì có những hợp chất vô cùng quan trọng và những hợp chất đó thì sẽ đi sâu vào cơ thể giúp cho trí não của trẻ được phát triển tốt hơn và công dụng thứ ba của dòng sản phẩm này đó chính là kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn À đây hẳn là một trong những công dụng tuyệt vời mà hầu như là phụ huynh nào cũng thích đúng không ạ? À nếu như là con em của bạn đang gặp tình trạng mà biến ăn thì khi sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm Baby Sanga như thế này thì nó sẽ có khả năng là kích thích sự ngon miệng ở trẻ nhỏ giúp cho trẻ ăn ngon hơn và không còn tình trạng biến ăn nữa Và công dụng tiếp theo đó chính là giải độc gan thận cho trẻ nhỏ đối với trẻ nhỏ thì khi sử dụng dòng sản phẩm này nó sẽ giúp cho gan và thận giúp chức năng này của trẻ nhỏ được hoạt động tốt hơn đồng thời là giải độc gan và thận cho trẻ và cuối cùng đó chính là nó giúp phục hồi thể chất cho trẻ đối với những trẻ em đang trong tình trạng ốm yếu hay là sau khi ốm dậy thì sử dụng dòng sản phẩm này nó sẽ có khả năng là cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp trẻ phục hồi sức khỏe nhanh hơn À vâng, như vậy chúng ta có thể thấy những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm nước hồng sâm Baby san Gan mang lại cho con em mình đúng không ạ? Và quan trọng hơn nữa, đó chính là dòng sản phẩm này thì có thiết kế vô cùng bắt mắt là với những gói nhỏ như thế này khiến cho trẻ rất thích. Và hơn nữa là hương vị của dòng sản phẩm này thì cũng vô cùng là thơm ngon, không hề khó uống. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn và tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm Maybe Sanga đến từ Hàn Quốc. Hy vọng những thông tin Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.